chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 110 độ khủng, khoe dáng xinh đẹp giữa thung lũng sương mù. Đi theo phong cách đồ kỹ quen thuộc, những cái chiếc quay 110 dưới đây vẫn đầy hấp dẫn với những món đồ chơi cực chất. Bên cạnh những món đồ chơi kiện, họ còn hợp tác cùng với nhau thực hiện một clip rất đẹp. Dàn đầu xe được trang bị đồng hồ Casio AX2N hiện đại, đẹp hơn rất nhiều so với đồng hồ nguyên bản. Cái nắp dầu của cụm ta thắng và cái chân kính cũng được trang trí bằng ba chú ốc vương điểm, cái màu vàng và titan. Chân Colin kẹp sườn hành trình 140mm, giúp đầu xe ổn định hơn cho độ cao. Qua lon đỡ CC được nhuộm đỏ lịch lãm kết hợp cùng các chân Katex. Giảm sau cũng được trang bị bằng cái hộp quạt S bình dầu rời, đem lại cái độ nhúng êm ái cho xe, cũng như cái sự hầm hố to lớn cho một diện mạo bên ngoài. Dàn chân dụng cái đèn nhôm kết hợp cùng với chân cầm Osaki, đem đến cái sự mới lạ, cứng cáp. Quan trọng nhất là trọng lượng nhẹ hơn cái nền sắt khá nhiều. Quay 110 độ nhẹ nhàng rực rỡ qua một cái tay nhiếp ảnh già, để tạo ra một cái chiếc xe số mạnh mẽ, sang chảnh hơn rất nhiều. Một biker đã không ngần ngại chia ra một số tiền là tương đối lớn để nâng cấp cho cái chiếc quay 110 của mình trở nên đẹp, thẩm mỹ, không tì vết. Ở dàn đầu xe đầu, thấy được cái sự nổi bật từ cung bậc màu sắc cho đến cái cụm công tắc Domino, cụm tăng tốc CC cho hành trình di gan ngắn nhất, tăng tốc nhanh hơn. Nhìn ở dàn chân thấy được một cốt combo để X1R, chụp cốt Casio, ni nhôm và chân cầm Osaki, tạo ra cái sự cứng cáp cho cái dàn chân. Ngoài ra còn có thêm trợ lực Olin kẹp sườn, giúp đầu xe ổn định cho độ cao. Nhìn ngắm phía sau thấy được cái cần số Katex, một món đồ chơi du nhập từ Hà Lan. Các chân nhôm gấp Nuresin tạo ra cái sự cứng cáp cho cái dàn chân sau thêm là bộ phận. Giảm lúc sau cũng được trang trí cái kỹ thuật này, giúp cho xe nhún nhảy êm hơn qua các ổ gà. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái tiếp, nhớ like, subscribe.